Ok, hôm nay sẽ là một video về giải tóm cách lập hệ phương trình phần 2. Rồi, và hôm nay anh muốn đề cập tới cái dạng toán liên quan đến hình học tăng chiều dài, giảm chiều rộng hoặc là tăng chiều rộng, giảm chiều dài. Thì không biết là các em là học sinh mất gốc hay là học sinh như thế nào chăng nữa, thì những cái bài toán mà liên quan đến tiền ở thứ nhất này, liên quan đến hình diện tích ở thứ hai này, đấy, diện tích, nhất là diện tích, thì chúng ta không thể không biết làm, bắt buộc phải biết làm luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thứ đó liên quan rất nhiều đến thực tế của chúng ta. Ví dụ như là cái diện tích đi, thì ngôi nhà em đang sống có diện tích là bao nhiêu mét vuông? Em có biết không? Nếu không biết thì hỏi bố mẹ ngay đi nhá. Rồi, nếu mà đã tiện hỏi như vậy thì hãy hỏi luôn là 1 mét vuông thì được có giá bao nhiêu tiền? Đấy. Ok, rồi. Thì nói về khái niệm diện tích thì có lẽ nhiều bạn biết từ hồi tiểu học rồi đúng không? Thì anh cũng xin nhắc lại luôn là tính diện tích thì chúng ta chỉ cần lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng không? Chiều dài là cạnh dài hơn, chiều rộng là ngắn hơn cho một hình chữ nhật. Nhớ hình chữ nhật nha. Thế còn nếu mà không phải hình chữ nhật thì sao? Không phải chữ nhật thì người ta cũng cắt ra cho nó thành hình chữ nhật. Đó, ví dụ đây sẽ là hình vuông. Tính diện tích hình vuông, rồi diện tích hình vuông, rồi diện tích hình chữ nhật, rồi cộng lại với nhau thôi. Ok. Nhờ mà có diện tích mà người ta biết được là, ví dụ như đây là hai mảnh đất, thì mảnh đất nào to hơn? Em lại thấy mảnh đất nào to hơn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ô đúng không? Mảnh đất này 8 ô. Mảnh đất này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mảnh đất này có 7 ô. Vậy thì sao mảnh đất này to hơn rồi? Và các em có thể để ý là tại sao trong đề bài hay là trong lúc học không bao giờ chúng ta tính mấy cái diện tích vớ vẩn vớ vẩn như là diện tích cái mặt bàn hay là diện tích con iPhone 13 Pro Max, mà lúc nào đề cũng kêu chúng ta tính diện tích đất. Chắc hẳn có lý do của nó cả, đúng không? Nó là cả đến tương lai đấy, nó là cả một tương lai đấy, không phải tự nhiên mà người ta bắt em cứ đi tính diện tích đất đâu. Ok, các em hiểu rồi. Thì dạng này chúng ta sẽ chia thành hai dạng nhỏ. Cái dạng đầu tiên là cái dạng mà chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong những bài kiểm tra 15 phút hoặc là kiểm tra một tiết. Còn dạng thứ hai sẽ gặp trong những cái đề thi tuyển sinh. Đó, thì khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là ở chỗ cái hệ phương trình, một cái giải đơn giản và một cái giải khó hơn thôi. Ok, thì không có gì cả. Đây là cái dạng dễ nhất trong cái phần giải toán cách lập hệ phương trình rồi. Ví dụ bài đầu tiên, cho mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 80m. Nếu tăng chiều dài lên 3m, tăng chiều rộng lên 5m thì diện tích tăng thêm 195m². Tính chiều dài và chiều rộng. Ok, thì bài này khá là dễ đúng không? Chúng ta sẽ lập ra cái bảng để cho nó dễ nhé. Thì những cái dạng mà cứ có hình chữ nhật rồi tăng chiều dài, tăng chiều rộng hay là giảm chiều dài, giảm chiều rộng thì chúng ta sẽ có bảng như sau này. Chiều dài này, đó, chiều rộng này, ok, và diện tích. Nhớ nhá, chỉ cần chiều dài, chiều rộng và diện tích thôi, chứ không đừng có ông nào ghi chu vi ở đây là chết luôn đấy, được chưa? Chu vi bỏ qua, cái chu vi là bỏ qua, chỉ có chiều dài, chiều rộng và diện tích thôi nhá. Chiều dài và chiều rộng là cái mình cần phải đi tìm. Những cái mình cần đi tìm đó chính là x và y, những cái ẩn số mình không biết. Đó là những số mình không biết. Chiều dài là x, chiều rộng là y. Khi chiều dài là x, chiều rộng là y thì cái bảng cuối cùng bắt buộc phải dùng công thức. Diện tích sẽ liên quan đến chiều dài và chiều rộng. Diện tích sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng chứ còn gì nữa, đúng không? Sẽ là x nhân y. Ok. Bây giờ nếu tăng chiều rộng tăng chiều dài lên 3m, nghĩa là chiều dài tăng 3m thì x sẽ nhỉ? -3. Không, x sẽ +3. Tăng là cộng lên, ví dụ em 5 cái kẹo, em cho em thêm 3 cái thì sẽ là 5 cộng 3 là 8 cái đúng không? Chiều dài là x thêm 3 thì sẽ là x cộng 3. Chiều rộng thêm 5 thì sẽ là y cộng 5. Lúc này diện tích lúc sau, đây là lúc đầu này, thì sẽ có hai cái đầu tiên là lúc đầu, cái là lúc sau. Đó, lúc sau thì diện tích nó sẽ là bao nhiêu? X cộng 3 nhân với y cộng 5, x cộng 3
nhân với y cộng 5. Ok, được chưa? Rồi, và mình chỉ cần cái bảng này thôi là mình có thể giải quyết được tất cả các bài rồi. Đó chính là cái bảng mà bắt buộc chúng ta phải lập được khi mà gặp những cái dạng như này. Thì để cho trình bày theo lời giải đàng hoàng thì anh sẽ gọi trước, đúng không? Phải gọi chứ. Gọi thế này đi. Gọi chiều dài và chiều rộng. Đó, các em pro như anh thì các em hãy gọi như anh cho tiết kiệm một dòng. Mảnh vườn, thấy không? Các em thấy không? Toàn là mảnh vườn thôi, toàn là đất thôi, đâu tính diện tích một cái hướng vào bạn đâu. Chiều dài, chiều rộng, mảnh vườn là x và y, là x và y. X, y phải như nào? X và y phải lớn không? Đúng không? Không thể nào mà âm được. Ok, sau khi chúng ta gọi xong, chúng ta sẽ có cái bảng như thế này. X là chiều dài, y là chiều rộng, x cộng 3 là chiều dài lúc sau, y cộng 5 là chiều rộng lúc sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc đề và lập ra các phương trình cho em nó nha. Đọc đề này. Chu vi là 80m. Thì chu vi, công thức tính chu vi là gì? Chu vi là 80m. Chu vi 80m. Thì em chỉ cần thuộc công thức thôi. Công thức là gì? Chiều rộng, à chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân 2 thì nó sẽ ra chu vi hình chữ nhật. Ok, có ai thắc mắc vì sao có công thức này không? Đơn giản đúng không? Hình chữ nhật là như này, thì chu vi nó là gì? Chu vi là độ dài của những cái cạnh ở đây, đúng không? Chu vi là độ dài của những cái cạnh viền. Thì thực chất nếu là tiểu học ấy, thì em chỉ cộng chiều rộng cộng chiều dài cộng chiều rộng cộng chiều dài, đúng không? Và em thấy là nó có 2 lần chiều dài, 2 lần chiều rộng, nên là em nhóm lại thành chiều rộng cộng chiều dài để nhân đôi. Đó, thì nôm na nó là như vậy. Nhưng mà người ta làm cho kem công thức, kem đỡ suy nghĩ đấy. Được chưa? Thuộc luôn đi. Chu vi. Rồi, tiếp tục. À, khi mà tăng cái chiều dài lên 3 và tăng chiều rộng lên 5, thì diện tích tăng thêm 195. Có nghĩa là sao? Tăng nghĩa là lúc diện tích lúc sau lớn hơn diện tích lúc đầu, đúng không? Diện tích tăng 195. Diện tích tăng 195 mét vuông sẽ xuyên được cái gì nào? Xuyên được, đây là diện tích lúc sau này, đây là diện tích lúc đầu này. Lúc sau hơn lúc đầu 195, đúng không? Vậy thì em chỉ cần lấy là lúc sau trừ lúc đầu, đây diện tích lúc sau này, trừ đi diện tích lúc đầu, diện tích lúc sau trừ đi diện tích lúc đầu là x nhân y bằng 195. Có hiểu không? Anh nhiều hơn em 7 tuổi thì anh trừ em bằng 7. Diện tích lúc sau nhiều hơn diện tích lúc đầu là 195, thì diện tích lúc sau trừ diện tích lúc đầu là 195. Nói líu cả lưỡi. Ok, thì từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Thì nếu bạn nào nhìn thấy cái hệ phương trình này ấy, mà quýu ấy, mà không biết làm ấy, thì quá non ơi là non luôn. Bởi vì đây là cái hệ phương trình đơn giản nhất. Vì sao lại nói như vậy? Xem đây, đây sẽ là cái hệ phương trình đơn giản nhất. X cộng y nhân 2 thì em có thể đem đáp số 2 qua đây thành 80 chia 2 luôn. Ok, nghĩa là x cộng y bằng 80 chia 2 chỉ còn 40 thôi. Nhớ nhá, đây là dấu nhân này, dấu nhân nhá, nên là đáp số 2 qua thành là 80 chia 2. Chứ đừng có ông nào mà giấy đây là dương 2 đáp qua thành 80 trừ 2 là tôi chết luôn đấy. Được không? Còn cái này thì em chỉ việc nhân đa thức thôi. Đó, x nhân y này thành x y này, x nhân 5 là thành 5x. Rồi tiếp tục lấy số ở đây này, 3 nhân y là thành dương 3y, 3 nhân 5 là thành 15. Các em thấy cái vẻ nhân vất vả đúng không? Có phải thể là đây là cái hệ khó đấy, nhưng không, đây rất dễ, cái hệ này cực kỳ dễ. Nó là một trong những cái hệ dễ nhất. Rồi, khi đó x, y ở đây sẽ triệt tiêu với x, y ở đây. Thấy dễ chưa?
Ok. Đây sẽ còn là x cộng y bằng 40. Và dưới xy triệt tiêu với xy rồi, nó chỉ còn là 5x cộng 3y thôi. 5x cộng 3y bằng nhiêu? 15, và chuyển qua bên này thành 195 trừ 15, đúng không? Dư 15, chuyển qua đây thành âm 15. 195 trừ đi 15 là nhiêu? 180. Xin mời các bạn giải cái hệ phương trình này. Rất là đơn giản, đúng không? Chỉ việc sao? Cộng đại số, đúng không? Trước khi cộng đại số thì em sẽ nhân cho cái vế này, nhân cho cái phương trình trên dưới mấy? Nhân cho với 3 đi, đúng không? Nhân cho số 3 đi, vì số 3 này nó vừa nhỏ, nhân có vẻ dễ, đúng không? Nhân 3 đi, thành là 3x cộng 3y này. 3x cộng 3y. 40 nhân 3 là 120. Cái này đến đây dễ quá rồi. Anh cũng không muốn giải đâu, nhưng mà thôi cứ giải đi. Bằng 180. Rồi tiếp tục. Trừ vế là vế. Nhưng ở đây em nếu mà đứa nào ghét số âm ấy thì em phải trừ vế dưới cho vế trên. Đều được hết. Em lấy 5x trừ 7x. Nghe em lấy dưới trừ trên nha. 5x trừ 3x là còn 2x. Rồi 3y trừ 3y hết. 180 trừ 120 còn 60. Rồi bên đây thì mình ghi lại một cái x cộng y bằng 40 cho dễ nhỉ. X cộng y bằng 40. Rồi đến đây chúng ta sẽ dễ dàng suy được là x bằng nhiêu. 2x bằng 60 thì x bằng 30, đúng không? Rồi x bằng 30 thì y sẽ bằng 40 trừ 30, y bằng 10. Lại càng dễ hơn. Rồi thấy không? Anh giải một cái hệ, giải một cái bài nó rất là nhẹ nhàng. Và đây sẽ là một trong những bài kiểm tra 15 phút, vì nó quá là dễ và nhanh. Hy vọng là các em gặp những bài này có thể làm trong tầm 3 đến 4 phút là đạt yêu cầu. Ok. Và mình sẽ đến với dạng bài thứ hai. Bài này có vẻ đề khá là dài đấy, nhưng thực ra nó chỉ là y chang bài thứ nhất, nhưng mà theo nghĩa nói giảm, nói bóng ấy thôi. Ví dụ như là anh kêu em là em không giỏi thì nó kỳ quá, đúng không? Không các gì chê em kém, đúng không? Thay vì đó anh sẽ nói là em non. Ok, kể như nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi, nhà Lan có mảnh vườn trồng rau cải bắp, vừa được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây cải bắp. Lan tính rằng nếu trồng thêm 8 luống rau. Thôi từ dài quá, đúng không? Mình phân tích từ từ này. Nhà Lan trồng rau cải. Ok, cái này thì đơn giản này. Vừa được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng một số cây. Có nghĩa là sao? Em cứ tưởng tượng như là đây là luống là gì. Không biết làm cái này chẳng qua chúng ta chưa hiểu tiếng Việt thôi. Luống, ví dụ như là đây là một luống đi, luống là một hàng ấy, kiểu vậy. Rồi, một hàng, hai hàng, ba hàng, đúng không? Rồi, mỗi luống trồng một số cây, ví dụ là luống nhất trồng 3 cây. Đấy. Ok, luống thứ hai trồng đây 4 cây chứ. Luống 2 trồng 4 cây luôn. Ok. Luống thứ 3 cũng trồng 4 cây luôn. Đó. Thì tất cả bao nhiêu cây? Em định đếm à? Em định đếm theo anh đúng không? Có ai đếm không? Ba mẹ còng lưng luôn ăn học. Con này có tí như này thôi cũng đếm. Em chỉ cần lấy 3 nhân 4 là ra 12 cây. Được chưa? Không khác gì chiều dài nhân với chiều rộng. Được chưa? Chỉ cần lấy số cây mỗi luống, nó chính là chiều dài. Và tưởng tượng số luống, nó chính là chiều rộng. Thì chỉ cần lấy chiều rộng nhân chiều dài ra tất cả số cây, có nghĩa là ra diện tích. Đó, được chưa? Đừng có mà đếm. Giờ mà anh vẽ 100 cái cây ra thì em đếm đến mai à? Chọn chưa? Rồi, thì bài này nó y chang chiều dài và chiều rộng thôi. Ok, thì giờ mình đọc tiếp này. Giờ em tưởng tượng là số luống là chiều rộng, còn số cây mỗi luống là chiều dài nhé. Lan tính rằng nếu tăng thêm 8 luống rau, nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây, thì số cây toàn vườn ít đi 54 cây. Số cây toàn vườn thì em hiểu là diện tích. Nếu giảm đi 4 luống, nhưng mỗi luống tăng thêm 2 cây, thì số rau toàn vườn sẽ tăng thêm 35 cây. Hỏi vườn nhà Lan trồng bao nhiêu cây? Rồi,
Ok, bây giờ anh sẽ đổi lại thành chiều dài và chiều rộng và đọc đề cho các em này. Vườn nhà Lan hình chữ nhật. À, rồi, nếu tăng chiều rộng lên 8 và giảm chiều dài đi 3 thì diện tích giảm đi 54m². Ok. Nếu giảm chiều rộng đi 4 nhưng mà tăng chiều dài lên 2 thì diện tích tăng lên 32. Ok. Tính diện tích khu vườn hình chữ nhật. Đó, các em thấy không? Nếu chúng ta hiểu bản chất, hiểu cái quy tắc của bài này thì nó cũng y như bài đầu tiên. Ok. Đó, y như bài đầu tiên thôi. Rồi, cùng làm nhé. Cùng làm. Giờ người ta gọi gì? Hỏi gì? Hỏi trồng bao nhiêu cây? Hỏi vườn nhà Lan trồng bao nhiêu cây? Nhưng đó không phải là cái mình cần gọi, đúng không? Cái mình cần gọi đó chính là chiều dài, chiều rộng. Ở đây chiều dài là gì? Chiều dài là số luống, còn chiều rộng là số luống, chiều dài là số cây mỗi luống. Mình hiểu vậy. Có thể là nó ngược lại giữa chiều dài và chiều rộng nhưng không ảnh hưởng, đúng không? Gọi nhỉ? Gọi số luống là S. Rồi, số cây mỗi luống. Số cây mỗi luống là Y. Đương nhiên là XY phải lớn không rồi, đúng chưa? Không có cái XY lớn không thì em sẽ bị trừ 0,25 đấy. Rất tuyệt vời. Rồi, em hãy tưởng tượng như đây chính là chiều rộng này. Đó, tưởng tượng đây là chiều rộng. Tưởng tượng như đây là chiều dài. Ok, hiểu vậy nhé. Bây giờ mình sẽ lập như cái bảng như vừa nãy. Lập cái bảng như vừa nãy này. Chiều rộng, chiều dài. Thì em mà ghi chiều rộng với chiều dài, giáo viên người ta lại cười em cho, đúng không? Em giả bộ ghi số luống đi. Đấy, nhưng em hiểu. Em hiểu nó là chiều rộng, được chưa? Số cây mỗi luống. Số cây mỗi luống. Nhưng em hiểu nó là chiều dài, đúng không? Chứ ghi chiều dài, chiều rộng vào đây giáo viên trở thành làm lộn đề. Rồi, ở chỗ này đừng ghi diện tích mà người ta sẽ ghi là số cây, đúng không? Đó, nó y chang nhau thôi. Ở đây số luống em đặt là X. Số cây mỗi luống đặt là Y. Thì tổng số cây sẽ không phải là đếm mà là X nhân Y, dài nhân rộng. Ok. Đừng quay đi đếm số cây nhá. Nó là N đấy. Rồi, bây giờ nếu tăng thêm 8 luống. Tăng thêm 8 luống có nghĩa là X cộng 8 này. Rồi gì nữa? Mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì có nghĩa là Y trừ 3 này. Thì số cây mới sẽ là gì? Diện tích thì bằng chiều dài nhân chiều rộng, lấy 2 này nhân nhau thôi, đúng chưa? X cộng 8 nhân cho Y trừ 3. Đó, rất đơn giản. Tiếp tục này. Nếu giảm đi 4 luống. Nếu giảm đi 4 luống, cái này giảm đi 4 này. Rồi sao nữa? Mỗi luống tăng 2 cây, nghĩa là Y cộng 2. Đó, đơn giản, em thấy đơn giản không? Thì cái này sẽ là gì? X chữ 4 nhân Y cộng 2, đúng rồi. Quá giỏi. Các em tiếp thu bài khá là ok đấy. Mặc dù anh biết là nhiều đứa vẫn đang, nhưng mà anh biết là nhiều người đang hiểu. Ok. Rồi, bây giờ thì mình bắt đầu lập luận. Tạo ra cái bảng này xong mình sẽ lập luận. Ok, lập luận để ra cái phương trình này. Số cây toàn vườn ít đi 54 cây. Đấy. Bởi vì mình có cái bảng này rồi nên mình không cần phải ghi dài nữa, mình chỉ ghi là ghi câu chốt thôi. Số cây toàn vườn ít đi 54 cây, ít đi 54 cây thì chúng ta sẽ gì? Đây là lúc đầu à? Đây là số cây toàn vườn lúc đầu. Đây là lúc đầu nhá. Đấy. Còn đây là sau khi lúc sau 1 và đây là lúc sau 2. Lúc sau 1 thì tăng lên 8, giảm 3. Lúc sau 2 thì trừ 4 cộng 2. Được không? Hai cái lận nhá. Số cây toàn vườn ít đi 54 cây. Đây là số cây toàn vườn này. Đấy, số cây toàn vườn này ít đi 54 cây. Có nghĩa là lúc sau sẽ nhiều hơn lúc đầu 54 cây. Nhiều hơn thì sẽ lấy X cộng 8 nhân với Y trừ 3 sao? Nhiều hơn thì trừ đi y bằng 54 cây.
Ok. Được chưa? Bây giờ ví dụ tiếp tục số cây toàn vườn như nào? Tăng thêm 32 cây. Đó, tăng 32 cây thì sao? Thì lúc sau 2 tăng thêm 32 cây so với số cây toàn vườn thì chỉ cần lấy x trừ 4 y cộng 2 tăng mà, đúng không? Ui dồi ôi, số tăng đấy, các em thấy không, rất dễ sai nhá. Ít đi số cây, ít đi số cây, ít đi, vậy là cái này ngược rồi đúng không, cái này bị ngược rồi, sorry. Số cây ít đi nghĩa là cái số cây lúc đầu nó nhiều hơn số cây lúc sau. Đó, thấy không? Tới anh mà lâu lâu vẫn còn bị ngáo ngang ngáo ngơ như thế này thì các em cẩn thận nhé. Được không? Số cây lúc đầu mà giảm này, nó giảm nghĩa là lúc đầu nó nhiều hơn, đúng không? X y trừ đi, đấy, x cộng 8 nhân y trừ 3. Đó, ok. Rồi, lúc sau 2 mới là tăng này. Tăng thì mới lấy trừ đi ban đầu đúng không, tăng thì nghĩa là lúc này nó nhiều hơn ban đầu bằng 32. Ok, giờ có ai thắc mắc chỗ nào không, có ai thắc mắc tại sao không lấy hai này trừ nhau không? Nếu mà lấy hai này trừ nhau thì đề phải nói rõ là số cây lần thứ hai, số cây lúc sau thứ hai nhiều hơn so với số cây lúc tăng của lần thứ nhất là bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà đây nó chỉ so sánh cả số cây ban đầu. Số cây ban đầu chính là cái x nhân y, là số cây ban đầu. Nên là tất cả mình đều phải so với số cây ban đầu nhé. Ok. Rồi, thì từ 1 và 2 mình sẽ có hệ phương trình. Chúng ta lại thấy cái hệ phương trình này nó khó đúng không? Nhưng đây là cái hệ phương trình dễ nhất hệ mặt trời. Ok. Hệ phương trình dễ nhất hệ mặt trời từ 1 và 2. Hệ phương trình dễ nhất hệ mặt trời. X, y này. Ở đây là x nhân y, chúng ta nhân thôi. Khó với những ai mà chưa hoặc là quên cách nhân đa thức, đúng không? Nhớ là có dấu trừ ở đằng trước là sao? Là có ngoặc nha. Không ngoặc là chết luôn. X nhân y này. Rồi, x nhân trừ 3 là trừ 3x này. 8 nhân y là cộng 8y này. 8 nhân trừ 3 là âm 24 này. Ok, nhân được không? Nhân được không? Nhân được không? Rất dễ đúng không? Bằng 54. Rồi tiếp tục. Bên này thế, nhân tiếp x nhân y, x nhân 2. X nhân y là xy này. X nhân 2 là 2x. 4 trừ 4 nhân y là trừ 4y. Trừ 4 nhân 2 là trừ 8. Rồi trừ xy bằng 0. À, bằng 32 chứ. Rồi, anh thích bằng không ghê. Rồi, đến đây chúng ta mới phá ngoặc đổi dấu. Phá ngoặc đổi dấu là khi chúng ta phá ngoặc này, đó, thì chúng ta sẽ lấy luôn dấu trừ vào đây luôn. Ok, bởi vì cái trước khi phá ngoặc ra như này đúng không? Ở đây đang là dương xy. Thì khi phá đi, thì nó sẽ thành là âm xy. Âm xy thì chúng ta sẽ mượn cái dấu trừ bên ngoài này vào đây luôn. Là trừ xy luôn. Rồi, âm 3x thì phá ngoặc đổi dấu sẽ thành dương 3x. Dương 8y phá ngoặc đổi dấu sẽ thành là âm 8y. Âm 24 phá ngoặc đổi dấu sẽ thành là dương 24. Đó, có thắc mắc gì không? Đơn giản thôi đúng không? Ví dụ như là 3 trừ đi 2 cộng 1 thì nó sẽ là gì? 3 trừ đi 2 đúng không? Đây là dương 2 thì nó sẽ trừ 2. Rồi, trừ đi, đây dương 1 thì thành là âm 1 đúng không? Thì 2 này đều bằng 0 đúng không? Chứ nếu mà em mà không phá ngoặc đổi dấu em để như này sao? 3 trừ 2 là 1, 1 cộng 1 bằng 2, lại khác không rồi, thế thì sai. Ok, nhớ nhá. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy xy và xy triệt tiêu nhau này. Ở bên trên nó chỉ còn là 3x trừ 8y thôi. 3x trừ 8y. Rồi, dương 24 chúng ta đáp vào bên này đi. 54 trừ 24 là còn 30. Ở đây xy với xy triệt tiêu nhau à? Đó, kiểu gì xy với xy triệt tiêu nhau. Nó chỉ còn là 2x trừ 4y thôi. 2x trừ 4y bằng 8, mà em chuyển âm 8 nha. Âm 8 chuyển qua bên này thành dương 8.
32 với dương 8 là thành 40. Được không? Rất là dễ đúng không? Lớp 9 rồi, tập làm nhanh đi. Chừng có này chuyển âm 8 thành cộng 8 rồi 32 cộng 8 thì làm như vậy. Cực kỳ là gà. Ok. Chuyển qua phải biến thành số luôn. Chuyển âm 8 thành dương 8, dương 8 cộng 32 là phải ra 40 luôn. Ok. Làm như vậy thì nó mới tốc độ nó mới nhanh. Em phải nên tưởng tượng là những người đi nhanh không rất hiếm khi tai nạn, vì người ta tập trung. Còn những người đi chậm chậm đầu óc lơ mơ dễ tai nạn. Ok, để tập trung nhờ làm nhanh thì sẽ tập trung thôi. Nhiều khi làm nhanh cũng dễ sai nhanh. Nói hoàng hòa. Rồi chúng ta sẽ nhân 2 ở cái dưới đúng không? Nhân 2 cho thành 8 y là được rồi. Rồi nhân 2 ở đây đây. Quá là dễ, bài này siêu dễ. 3x cái đầu thì giữ nguyên này. Rồi cái này nhân 2 lên, 2 nhân 2 là 4 này. 4 nhân 2 là trừ 8 y này. 40 nhân 2 là 80 này. Rồi đến đây quá dễ. Trừ vé theo vé đúng không? Ở đây anh muốn trừ dưới cho trên bởi vì anh ghét số âm. 4 trừ 3 là còn 1x. Trừ 8y trừ cho trừ 8y, hai số giống nhau trừ nhau bằng 0 chắc chắn. 80 trừ 30 bằng 50. Vậy là ra x bằng 50, rất là nhanh. Rồi mình sẽ ghi lại cái nào cho nhanh nhỉ? Ghi lại cái này đi. 2x trừ 4y thì đừng ghi là 2x nữa, cười cho. Hãy ghi là 2 nhân 50. X là thành 50 rồi. Trừ 4y. Trừ 4y bằng 40. Ok. Thì đến đây em sẽ dễ dàng suy được y bằng bao nhiêu? Dễ dàng suy được x bằng 50 và y bằng nhiêu nhỉ? X bằng 50 và y bằng 2 nhân 50 là 100. 100 trừ 40 là 60. 60. Rồi sai ở đâu rồi? Không, 60 chia 4 là nhiêu? 60. 60 chia 4 là 15. Đúng không? Y sẽ 15. Đó, rất tận sai, thêm quá, không sai. Rồi, hãy kết luận nhé. Tại vì anh hết bản nên sẽ không kết luận. Em kết luận, vậy số luống là 50, số cây mỗi luống là 15. Đó, đây. Chúng ta giải xong chúng ta mới thấy là x lớn hơn y. Nên là chúng ta nghĩ là x lớn hơn y thì có vẻ như là đây là chiều dài và đây là chiều rộng. Ok, hi hi. Nếu mà em thành thục hai cái dạng đó rồi, hai cái bài tập anh vừa làm rồi, thì anh bảo luôn là đi thi kiểm tra 15 phút với một tiết của em là ngon như cành đào luôn, ngon nghẻ luôn. Ok, còn bây giờ mình sẽ thử một cái bài toán mà về thi tuyển sinh 10 nhá, để xem là nó có khó khăn hơn không, xem cái hệ nó sẽ như thế nào. Đó, thì ví dụ một cái đề thi tuyển sinh 10 Đắk Nông, thì bạn nào có hứng thú thì có thể coi livestream anh, thì anh có giải cái câu ở Bình Dương với câu ở Cà Mau rồi. Đó, trong cái livestream gần nhất thì livestream mình chuyên để show kỹ năng mà đúng không? Còn này thì mình sẽ chọn những bài hay hay thôi. Rồi. Nhìn thì có vẻ rất là đơn giản đúng không? Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13 mét. Biết chiều dài mảnh đất lớn hơn chiều rộng là 7 mét. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật. Ok. Bài này khá là đơn giản. Đọc đề vô có vẻ thấy là dễ. Ơi là dễ, hôm nay em thi tuyển sinh thì này là bài cho điểm đi. Để coi. Để coi. Ở những cái dạng bài như thế này thì chúng ta không cần phải lập bảng, bởi vì không có lúc sau tăng chiều dài hay là lúc sau giảm chiều rộng. Nó không có những cái thứ mà làm chúng ta hoa mắt chóng mặt. Thay vì đó nó nói thẳng luôn là độ dài đường chéo này, nó nói thẳng luôn là chiều dài lớn hơn chiều rộng là bao nhiêu, được chưa? Vậy thì chúng ta cũng như vậy, làm thẳng luôn, không có nể hay là không có kẻ bảng cái biết gì hết. Rồi, gọi. Ôi, tự nhiên anh đọc cái bài này anh thấy nó kêu tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật, anh lại nhớ ra cái bài vừa nãy nó cũng kêu tính số cây. Vậy thì khi em tính được x và y ở cái bài vừa nãy là 50 và 15, phải không? 50 và 15 thì em phải sao? Lấy hai cái đó nhân với nhau mới ra số cây. Ui dồi ôi, thấy chưa? Anh còn làm sai đấy.
Rồi, mình sẽ rút kinh nghiệm từ cái bài này nhé. Lên lẹ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục gọi chiều dài và chiều rộng, chứ không ai gọi diện tích đâu. Được chưa? Anh sẽ lập giải bằng cách lập hệ trước, rồi anh sẽ giải bằng cách lập phương trình xem cái nào dễ hơn. Gọi chiều dài và chiều rộng. Mảnh đất, suốt ngày mảnh đất thôi. Các em mà người ta hướng đến cho các em tương lai là những bất động sản đúng không? Bất động sản. Rồi. Là x và y. Tất nhiên là x và y phải lớn không ạ? Ok. Bây giờ người ta cho thì này, có đường chéo là 13. Hay là sao nhỉ? Hình chữ nhật này. Đường chéo này. Ok. Chiều dài với chiều rộng thì liên quan gì đến đường chéo? Đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ không nói cho em liền đâu. Liên quan gì? Vẫn chưa nhớ ra à? Nếu em không biết chiều dài với chiều rộng liên quan gì đến đường chéo là ông Pythagore mới giận em đấy. Ok, hãy nhớ đến Pythagore. Hãy để ý cái hình này thôi này. Nó là một tam giác vuông. Đây chính là chiều rộng và đây chính là chiều dài. Nếu em để ý thì hình chữ nhật nó chính là hai tam giác vuông kết hợp với nhau. Đây là tam giác vuông thứ nhất và đây là tam giác vuông thứ hai. Đó, hai tam giác này nó áp lưng vào nhau đấy. Để ý không? Đó, Pythagore thì hay lại quên cái công thức Pythagore rồi. Thế là lại càng chết. Đây, Pythagore thì đây ví dụ anh đặt chiều dài là x cạnh là x này, chiều rộng là y này, thì đường chéo sẽ là gì? Sẽ là x bình cộng y bình sẽ bằng cái độ dài đường chéo này bình, đúng không? Ví dụ đường chéo này là bao nhiêu? 13 sẽ bằng 13 bình. Đó, ok. Đây mình sẽ lý luận là độ dài đường chéo, độ dài đường chéo là 13 mét. Thì mình sẽ suy ra được là x bình cộng y bình bằng 13. Ok. À, nói đơn vị thì anh nhớ nhầm một điều là trong live stream đứa nhắc anh là không có đơn vị có thể bị trừ nợ điểm đâu anh. Thì ok, thêm đơn vị cho nó. Thấy không? Những cái bài này rất dễ bị trừ điểm. Ok, em cẩn thận nhé. Rồi, tiếp tục này. Nếu chiều dài lớn hơn chiều rộng 7 mét. À, biết chiều dài lớn chiều rộng 7 mét. Cái này quá dễ, đối hiện điều hiển nhiên. Chiều dài hơn chiều rộng là 7 mét. Thì nghĩa suy được là gì? Chiều dài là x, nghĩa là chiều rộng là y, x trừ y bằng 7. Rồi, lập hệ thì khá là dễ đúng không? Nhưng mà giải hệ thì mới là căn. Đó là cái đề tuyển sinh đấy. Chia là gì? X bình cộng y bình bằng 13 và x trừ y bằng 7. Cái này có ai mà cộng lại số không nhỉ? Này cộng lại số thì đúng là còn cái gì thật. Cộng lại số là toang luôn. Được chưa? Cái này chúng ta phải dùng phương pháp thế. Phải dùng phương pháp thế. X bình cộng y bình bằng 13 thì không làm gì được rồi. 13 bình. Sorry. Xin lỗi Pythagore. Sorry nhá. Rồi, x trừ y bằng 7 thì x sẽ bằng gì? X sẽ bằng 7 cộng y. Đó. Từ đây em thế lên. X sẽ bằng 7 cộng y. Từ đương ra, ở đây em không phải là x nữa mà sẽ là 7 cộng y nha. 7 cộng y tất cả bình. Rồi, cộng y bình. Đó, em sẽ tìm ra y bằng 13 bình. Ở đây sẽ là x bằng 7 cộng y. Đó, phải giải phương pháp thế nha. Hình tuyển sinh ấy. Rồi, 7 bình là bao nhiêu? 7 bình là 49. A bình cộng 2AB cộng B bình. A bình là 7 bình cộng 2 nhân A nhân B là cộng 2 nhân 7 nhân Y là cộng 2 nhân 7 là 14Y. Rồi cộng B bình. Đấy, hàng hẳn thức mũ 2 này. Quên rồi đúng không? Thấy chưa? Y tuyển sinh là người ta bắt em phải dùng cả hàng hẳn thức của lớp 8. Rồi cả phương pháp thế. Chứ cộng lại số dễ quá, không làm, không ra. Ok.
Rồi, B bình là Y bình cộng Y bình bằng 13 bình. Thì chuyển số 13 qua đây, trừ 13 bình bằng 0. Rồi thì... Ui, non rồi. Ở đây là 7 bình là 49, 2AB là 14. Rồi, Y B bình là Y bình đúng không? Nhưng còn cái Y bình bên ngoài nữa chưa cộng nè. Thấy chưa? Tôi làm xong rồi tôi mới để ý đấy. Cẩn thận nhá. Sai thiếu một cái là chết dở luôn. Nó sẽ thành là gì? 49. À, mình sẽ sắp xếp là mũ 2 trước. Y bình cộng Y bình là 2Y bình. Rồi, 14Y này, cộng 14Y. Rồi, cộng 49. Cộng 49 và trừ đi 13 bình là nhiêu? 49 trừ 13 bình là âm 120 bằng 0. Rồi, x sẽ bằng 7 cộng y. Thì nếu cái chỗ này mà chúng ta học delta rồi thì chúng ta có thể giải bằng công thức nghiệm, được chưa? Nhưng mà chúng ta chưa học delta thì chúng ta sẽ bấm máy. Bấm máy thì sẽ là 153, được chưa? 153. Số đầu tiên là 2. Số thứ hai là 14. Số thứ ba là âm 120. Nó sẽ ra là Y bằng mấy nhỉ? Y bằng 5. Bằng 5 thì mình nhận. Y bằng 10, âm 12 thì mình loại số âm mà, đúng không? Ở đây x bằng 7 cộng Y, nghĩa là x bằng nhiêu? X bằng 7 cộng với 5 bằng 12. Nhưng nó kêu tính diện tích nên là mình phải tính S bằng 12 nhân 5 bằng 60 mét. Đúng không? Ok, đến đây thì nó mới hoàn chỉnh đấy. Phải bằng cách lập phương trình với lập hệ nó như nhau. Lập hệ thì mình phải gọi hai cái, còn giải bằng cách lập phương trình thì mình chỉ gọi một cái thôi. Ví dụ ở đây mình giải bằng cách lập phương trình đúng không? Mình gọi mỗi chiều dài là x thôi. Đó, mình kệ cha chiều rộng, mình không cần quan tâm chiều rộng luôn. Gọi mỗi chiều dài là x. Thì chắc chắn là x sẽ phải lớn hơn 0. Ok. Khi nào chúng ta giải bằng hệ, khi nào chúng ta giải bằng cách lập phương trình? Biết khi nào không? Những cái bài như vừa nãy, hai cái bài ban đầu ấy, nó rắc rối, nó lằng ngoằng, thì mình sẽ gọi x và y thì nó sẽ dễ. Còn bài này dữ kiện nó cho nhìn phát biết luôn, không cần lập bảng đúng không? Nhìn phát ra luôn, nhìn phát thấy luôn, thì chúng ta giải bằng cách lập phương trình thì có khi nó sẽ đơn giản hơn đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ có độ dài đường chéo là 13, mình bỏ qua cái đấy trước. Mình biết chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7. Đó, mình từ cái này, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7. Nhớ đơn vị là mét. Là 7 mét. Ok. Thì mình suy ra chiều rộng là gì? Không phải chiều rộng là y nữa, mà chiều rộng sẽ là x trừ 7. Hiểu không? Đó. Chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7. Ví dụ như anh hơn em 7 tuổi. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ, đúng không? Anh hơn em 7 tuổi thì anh trừ 7 ra tuổi của em. Chiều dài hơn chiều rộng 7. Chiều dài trừ 7 ra chiều rộng. Rất là dễ hiểu. Rồi, bây giờ chúng ta mới dùng Pythagore này. Độ dài đường chéo là 13. Độ dài đường chéo là 13. Suy ra gì? Suy ra chiều dài là x bình đúng không? Cộng chiều rộng là gì? X trừ 7 bình đúng không? Bằng 13 bình. Đó, đến đây chúng ta chỉ được tìm x là chúng ta đã ra được chiều dài là xong bài toán rồi đấy. Ok, các em thấy dễ không? X bình cộng x bình này, cái này A bình trừ 2AB là trừ 14x. Rồi cộng với B bình là 7 bình là 49. Rồi 13 đáp vào bên này thì trừ 13 bình bằng 0. Đó, thì em có thể thấy là cái dạng bằng cách lập này, phương trình của cái bài này nó khá là dễ đúng không? X bình cộng x bình là 2x bình. Rồi trừ 14x bình. À trừ 14x. Rồi 49 trừ 13 bình là nhiêu nhỉ? Âm 120. Ừ, đi mà nãy nhỉ? Đến đây chúng ta 153 sẽ tìm ra được hai giá trị của x. Nhưng mà nếu mà học đến cuối học kỳ 2 học delta công thức nghiệm thì chúng ta sẽ giải delta. Đó. Nhưng mà chưa học delta thì mình sẽ bấm máy nhá. 153, bấm máy ra, số đầu tiên là 2, âm 14, âm 120.
đáp án ra là gì đây? X là 12 và âm 5. Thì xuyên chiều dài là 12 và chiều rộng sẽ là gì? Thế là loại 12 trừ 7 là bằng 5. Rồi diện tích sẽ là 12 x 5 là 60.